Xin chào cả nhà. Bữa nay mình làm món theo con gái yêu cầu là bánh xèo. Con gái nó nói mẹ ơi đau quá không ăn bánh xèo thèm rồi cả nhà ơi. Giờ bên đây mình đổ được mấy cái vậy nè. Mình làm có nửa 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 cái gì? Nửa bịch bột gạo thôi, nửa bịch bánh xèo thôi cả nhà. Mà làm cả chục cái cả nhà ơi. Cũng nhiều á. Nó ngon không cả nhà? Nhìn ngon không? Chảo nó chiên nó nửa bịch bánh xèo thôi cả nhà, mà ha nãy giờ mình đổ được mấy cái, 1 2 3 4 5 cái cả nhà ơi. 5 cái rồi, cái này nữa nữa cái đó thêm chắc là thêm vài cái nữa, chắc là đổ cả chục cái cả nhà ơi, không có ít đâu. Nhiều á, đủ nhiều á. Đủ gần 10 cái cả nhà. 10 cái bánh xèo. Bột á, mình cho một miếng bia vô cả nhà, xong rồi á, mình cho hai cái trứng vô, xong mình nêm chút xíu muối cả nhà, mình quậy lên cái xong mình để gần nửa tiếng, mình ngửa nửa tiếng cả tiếng rồi xong mình mới đổ cả nhà. Cho dầu cho nó dành dành cái dành dành của nó, cho nó giòn lên cái nhà. Gì vậy? Dắt ơi, vô nơi coi em vô nơi. Lần đầu tiên đổ bánh xèo mà nhân 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 thịt gà đúng không cả nhà ơi? Hồi xưa giờ thì nồi nó đổ bánh xèo thì có tôm nè, có ba gọi nè, có mực nữa, mà chưa có đổ thịt gà bao giờ hết á. Mà chuyến này đổ thịt gà nó chứ không biết ăn ra làm sao, chắc cũng ngon thôi, ăn chắc cũng giống nhau. Món này nè, món này ha, nhà mà ít có ăn lắm, mà Jessica nó đâu đâu nó thèm cái nhà, nó chừng vài ba bữa hay là một tuần hai tuần không ăn là nó bắt đầu nó thèm nữa cả nhà ơi. Nó con gái nó biết ăn lắm cả nhà ơi. Nó một thời gian mà nó ăn món nào mà nó không thấy ăn chừng tuần hay mấy ngày gì không thấy ăn trở lại là bắt đầu nó thèm luôn cả nhà. Cho nên món Việt Nam món gì á Jessica nó cũng biết ăn hết cả nhà ơi. Này mình để thêm cái vô. Ủa, rồi đầy luôn á. Cái đó để được 6 cái nó đầy luôn rồi. Hồi xưa làm bánh xèo ở Việt Nam mình thấy rất là cực luôn cả nhà, tại vì pha bột, tự pha bột rồi xong rồi ha, phải bỏ nước cốt dừa này cái nọ, phải tự nạo nước cốt dừa này cái nọ, làm thấy cực quá cả nhà ơi. Còn bây giờ ha, người ta làm bột người ta cũng sẵn nè, nếu mà mình thích ăn béo thì mình bỏ nước cốt vô nữa, nhưng mà nhà mình không thích ăn béo đâu cả nhà, cho nên mình không có bỏ nước cốt vô. Còn bây giờ mình thấy tiện chết luôn à.
mua bịch bột về cái xong mình pha là pha chế chút xíu là có món bánh xèo. Còn hồi xưa là phải tự pha bột, rồi hình như là bột gạo phải đem đi xay, tự làm bột, rồi xong rồi phải nạo nước cốt. Thấy cực quá cả nhà, ngày xưa làm thấy cực quá, còn bây giờ thấy rất là tiện lợi luôn cả nhà. Bây giờ bột cũng là người ta pha sẵn rồi, xong rồi mình thích ăn béo thì mình nước cốt lon mình cũng bỏ vô là xong. Không giống như hồi xưa nữa. Mình có thấy bánh xèo ở phía bên miền Tây á, thấy người ta đổ bằng thịt vịt nữa cả nhà. Thịt vịt người ta đem đi bằm bằm xong rồi đổ bằng thịt vịt nữa. Nhưng mà có người ta trộn với đậu xanh vô nữa cả nhà. Đậu xanh vô thì nó sẽ béo và nó bùi. Đậu xanh mà có vỏ cả nhà, luôn cái vỏ thì nó sẽ béo, nó sẽ bùi, nó sẽ ngon. Mỗi miền quê làm khác nhau cả nhà. Nhưng mà bây giờ hiện lại mình thích ăn cái gì là nhà mình thích ăn cái gì mình chế biến cái đó. Cho nó vàng vàng, nó thịt nó vàng vàng nó mới ngon cả nhà, cho nên cho cái màu nó hơi đậm đậm xíu. Giờ mình bỏ ra. Cả nhà có nghe em bé nói chuyện dơi dơi không cả nhà ơi? Em bé ơi, em bé của mẹ em ơi, em bé dắt dắt của mẹ em ơi, em bé đang làm gì đó em bé ơi, em bé đang làm gì vậy? Rồi mình tiếp tục làm như vậy, rồi chút xíu mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Xin chào mọi chú. Xin chào cả nhà. Mình làm bánh xèo xong rồi, bây giờ mấy mẹ con mình ăn bánh xèo rồi thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn chung với nhà mình nha. Chồng mình đi đánh tay đẹp chưa về, cho ăn sao đi. Dắt ăn cháo. Vô ăn đi con. Okay. Con lấy cái vỏ con ăn đi, con không ăn cái giá trong thì con khỏi ăn giá, con ăn cái vỏ đi. Ủa sao nó lấy đồ bù chết. Nè, ăn nè, lấy cái dĩa này cho mẹ cho con ăn cái dĩa đó. Con không ăn cái mắm hả? Không. Rồi, ăn đi. Mẹ không có gì vô. Không, mẹ không có để cái gì, cái đó mẹ để nửng, để trứng á. Nãy mẹ làm cái đó tính làm cho dắt cái mà dắt nó ăn, nãy giờ nó bóc ăn rồi xong nó không ăn, không chịu ăn không bà chú ơi. Bây giờ cho ai cho em ăn miếng cháo à. Chị hai để tay bóc đi con, để tay bóc cho nó ngon. Không bánh xèo phải để tay bóc nó mới ngon. John có chấm nước mắm không? Trời ơi John ăn không chấm nước mắm gì không bảo chú ơi.
vậy đâu có hấp dẫn đâu. Mẹ mà chơi với con nha. Ừ, do nó chưa mời ông bà chú luôn á. Mời ông bà chú. Dắt mời ông bà chú ăn với dắt nha. Mẹ chú ăn ngon. Ngon không chị hai? Dạ. Bữa nay làm nằm nhân đặc biệt là nhân gà. Lần đầu tiên làm luôn á cả nhà. Lần đầu tiên làm nhân gà. Chú quánh đó nè, bò mì. Bùng mặt. Cho anh ăn đẻ. Mày nhớ bùng mặt của non. Ờ. Em nó đói rồi cho nên lúc em ăn một hồi cả nhà. Chứ nếu không nó ra đằng sớm không bà chú ơi. Bây giờ nết xấu lắm không bà chú ơi. Nết mà đói rồi xong rồi ăn chậm quá là ra làng á. Người ta hát nhạc hả? Rồi ok. Tivi á, không tắt tivi á. Ngon ngon danh cái này ngon ngon dạ ừ, ngon mình nửa bịch bánh xèo mình làm được 11 cái cả nhà. 11 cái nhà nói cứ rộ mẹ mổ làm hư xong nên bỏ vô. Tại vô cái gì hết bỏ vô. Rồi bắn đầu rồi đó. Mà mẹ lấy cái cục cây nữa nó. Không em không ăn. Nó rất là mất tiêu. Rất là cam rồi. Ủa mẹ sao mẹ bỏ lá xa bên này? Này nước mắm ngon là mình ăn ngon cả nhà. Mẹ sao mẹ bỏ lá xa bên này? Nhân chấm thử nước mắm này ngon lắm không? Ý là nên thử luôn mày. Nước mắm bữa chị hai mới kêu làm. Bây giờ được ăn bánh xèo ngon quá. Biết chưa? Kể đi cho em đi, cho em chơi đi. Chút xíu này em điện ở đó mình coi mình lụm. Nó không có cái đó, nó giục cái kia đó. Ăn cũng ngon quá bà chú ơi. Ngon cả nhà. Cái này phải rau nhiều mới ngon cả nhà. Bữa mình mua được rau bắp cá với rau găm cả nhà. Nhưng mà đâu có dũi nữa. Giờ ăn thịt đi, lấy thịt ăn. Mẹ dắt ăn cái này nè. Mẹ ơi, dắt ăn cái này. Mẹ coi nè. À, con làm được luôn. Cái gì em mắc cổ. Ăn nha. Mẹ dắt con ăn. Bấm vô. Anh Danh dở qua bộ chú ơi. Không ăn rau. Không ăn salad. Rồi không ăn nước mắm rồi lấy gì đâu ngon. Rồi không có ăn giá. Chỉ có I might do ultimate form. Ok, lúc cho em ăn coi chừng á.
Thôi thôi thôi. Nè. Tự bóc ăn đi. Sao à? Ừ. Nước mắm mỗi lần mình ăn mình đầm lần keo mình để tủ lạnh cả nha. Mình làm nước sôi nước sôi mình nấu lên nấu đường lên mình lấy nguội xong mình mới bỏ mấy cái kia cho nên ha mình để tủ lạnh mình ăn được đâu nghe nha. Chị hai nhét rau cỡ đó là ngon mà chú ơi. Em cho nhét thửa này. Em ăn mà nãy giờ em ăn mà. Bà cô chú rất thèm. Mẹ ơi, sao mẹ cho nhét? Con phải nói là ông bà chú ơi ngon lắm, bà chú đạp ăn nha. Mẹ ơi, sao mẹ cho mẹ ơi, sao mẹ cho nhét cháu? Nhét là ăn gì mà? Nhét ăn gì thôi. Con ăn đi, con ăn đi. Mà mẹ ơi, nhét ăn gì nè? Một cái coi gì cũng mẫn quá cả nhà. Nhỏ. Một cái nhỏ. Thôi cho anh đảm nhiệm mắc cổ bây giờ con. Con thịt á. Này mình bỏ rau nhiều nhiều vô. Nếu mà ở Việt Nam chắc ăn đã lắm cả nhà. Tại rau nhiều quá, rau thơm nhiều quá. Bây giờ con ăn mới ăn hết một cái. Trời ơi, ăn một cái thôi hả? Im đi. Nói sao vậy? Trời ơi, ăn một cái thôi hả? Nói chưa, con ăn hai cái quá. À, xong cái trước rồi xong cái này là chắc con nói hay là đúng rồi. Anh bây giờ nói chuyện không bà chú ơi, em nói chuyện á. Bì chi đâu? Yeah. Ồ, vậy hả? Nói chuyện giỏi quá. Yeah, bì chi. Mẹ ơi, dắt là cái gì do đây? Muốn uống nước không? Mẹ ơi, dắt đè, con dắt đè. Sao vậy? Con dắt đè.
Ủa nó hôn anh Vinh hả? Dạ coi muốn uống nước không? Muốn uống nước không? Trời ơi nói chuyện gì không biết nữa, bà chú ơi nói chuyện quá trời luôn á. Muốn uống nước không? Muốn uống nước không? Ok, má nói đi. Dạ muốn uống nước. Hai anh em mới xù xì xú xí không biết nói cái gì luôn á. Cho chai đi nhỏ sửa đi. Giờ lại nè, đi bự nước. Thanh chân đi. Thanh nhân cứ cho hai. Giờ nói ba cái là dắt bốn cái nước. Thôi, hai cái thôi. Vậy mẹ được cầm một cái con, một cái nha. Bánh nào á, mình làm nhân gà cái nha, nó ăn nó đỡ ngán hơn cả nha, nó không có ra mỡ nhiều á, mình làm ba gội nhiều lúc nó ra mỡ mau ngán cả nha. Ba cái rưỡi mà ha, cho Vinh hết ăn ăn hết nửa cái à. Mình ăn ba cái nha. Cái này một cái nó không có lớn nha, cái nhỏ xíu à. Hai cái giá múc canh nó nhỏ xíu à. Một cái vậy nè, hai cái giá múc canh. This is yaks. Của giá là cái nào? Cảm ơn anh Vinh. Nè anh Giác à, anh Vinh cho nè, cảm ơn anh Vinh nha. Gì cơ? Gốc gì hay gì đầy dữ vậy? Tại hai vụ hai Vinh cho Giác xíu nhé. Yeah. Anh nói đi nhiều. Cảm ơn em Vinh chưa? Cảm ơn Vinh. Anh Vinh bữa nay giỏi quá ta. Bữa nay không có ba cái anh Vinh phục vụ nước cho chị hai với anh cho em Vinh em dắt luôn chứ. Mà do có làm những việc con nói. Không nha mà con nói một em. Đúng rồi mệt quá. Mẹ không có nói luôn. Chị hai uống không đủ chị hai nữa rồi chị hai ơi chị hai gót thêm nữa chứ. Nếu cho mẹ không có nói luật luôn á. Ừ đúng rồi. Em dắt ăn nãy giờ em dắt khát nước luôn rồi nè. Uống nước vô. Thấy chưa? Dắt muốn có nước. Thấy chưa? Mẹ nói không. Thấy chưa? Nữa. Nữa không? Uống nữa không? Uống nữa. Nữa. Trời ơi, nó xạo không? Là... Ôi bánh xèo ai đem đi nhậu? Nhậu là phải... Không mẹ ơi! Nhậu phải cuốn người đang nhậu rồi cuốn chắc là làm biết lắm. Rồi, chào tạm biệt ông bà chú đi con. Ok. Nhớ ngồi đàng hoàng con. Vinh! Dứa! Ông bà chú xin con với con nhé. Ông bà chú đăng ký cho con nhé. Cảm ơn bà chú. Video mình ăn tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn gặp lại vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye bà chú. Bye bye.